chưa nhập liệu tự nhiên lại gửi request về web server để yêu cầu web server kiểm tra coi nhập chưa. Như vậy có phải là chúng ta thấy là mình lãng phí chi phí rất là nhiều không? Gửi một cái request tới web server trong khi cái request đó dữ liệu rỗng không có gì hết. Rồi sau đó là web server kiểm tra xong mới gửi một cái response về cho client. Rồi client mới xuất lên là chỗ này chưa có dữ liệu. Đúng không? Thì cái này chắc là khỏi demo mình nói qua thôi là các bạn hình dung được ha. Còn không thì dựa trên cái tắt cái tài liệu hồi nãy mình viết đơn giản đi. Sai. Quick Bây giờ chúng ta nói hoặc là bad gì? HTML body, rồi bỏ cái này ha và thêm cái thẻ này vào đó, ví dụ như là email, rồi mình có cái tắt nhập vào đúng không, rồi sau đó là thẻ, thêm cái thẻ BR cho nó xuất dòng ha, rồi sau đó là full name, rồi cũng input này đúng không đó. Thì chúng ta sẽ có hai cái ở trên giao diện của mình và yêu cầu là giờ chúng ta sẽ nó có một cái ở đây nó chưa có thông báo gì hết đúng không, bởi vì sao, khi nào mình gửi request tới web server tức là phải có một cái thẻ submit ở dưới đây đúng không, mình submit tới web server thì chỗ này nó sẽ báo lỗi lên là cái này là chưa nhập liệu, thì nó sẽ thông báo lên giống như ở trong cái slide này đó, nó báo tiếng Anh hoặc tiếng Việt là do trình duyệt của mình ha, do trình duyệt ha. Rồi ở đây là mình viết trên trên Notepad chứ còn viết trong Visual thì nó hỗ trợ ha. Bây giờ thì tạo một cái ứng dụng web trong Visual đi. Ở đây là web của mình là trong Visual Studio thì đối với phiên bản Visual mới thì nó có hai cái lợi ha, một là ASP.NET Core Web Application, hai là ASP.NET Web Application. Rồi ASP.NET Core là gì thì cái đó các bạn tìm hiểu thêm. Rồi ở đây là các bạn thấy là có một là MT, hai là Web Form, ba là MVC, bốn là Web API, rồi Single Page Application, Azure API, Azure Mobile App. Thì Web API đây chính là giống như là service đó ha. Rồi còn MVC là ứng dụng mình tạo ra theo mô hình MVC, còn Web Form thì đó là cổ điển ta biết rồi. Rồi giả sử bây giờ mình tạo một cái web MT đi ha. Rồi ok, nó tạo cho mình một cái ứng dụng web nhưng mà web này rỗng chưa có gì hết ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta add mấy cái trang vào web form hoặc là HTML vào ha. Rồi trong ứng dụng của mình thì nó có một cái file đó là file config để mình cấu hình cho cái ứng dụng web. Thì cái vấn đề cấu hình ứng dụng web trong ASP.NET chúng ta sẽ nói trong phần lập trình ASP.NET sau. Ở đây mình nói làm việc với HTML và CSS thôi, do đó mình chưa đụng tới mấy cái này ha. Còn cái việc là cấu hình cho một cái ứng dụng web thì nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Rồi bây giờ mình add một cái trang HTML vào hoặc là một cái trang web form tùy mình. Rồi mình làm trên này đi cho nó dễ, còn Notepad thì nó mất thời gian mình ngồi mình code ha. Đây. Đâu rồi? Ủa mình add rồi, đâu rồi? Rồi, add.
một cái web form hoặc là một cái HTML bay ha. Rồi giả sử giờ add một cái web form. Rồi, web form thứ nhất. Rồi, để tạo ra một cái trang rỗng trên này chưa có gì hết đúng không? Đó. Bây giờ giả sử như ngay chỗ này này bỏ thẻ deep đi, không cần thẻ deep. Thẻ deep bữa trước giải thích rồi ha. Rồi, mình dùng mấy cái thẻ HTML mình làm việc. Đây. À, HTML. Mình bỏ cái thẻ input vào đúng không? Input tag. Đó. Thì ID bằng tag 1, 2 bằng tag. Rồi, chúng ta thêm thuộc tính require vào. Các bạn thấy có thuộc tính require không? Rồi, ví dụ mình để là email. Rồi, sau đó thẻ BR. Đúng không? Rồi, sau đó là full name. Rồi, cũng thêm cái thẻ input vào. Được chưa? Rồi, require. À, full name để trước đi ha. Rồi, thẻ BR. Rồi, sau đó là gì nữa? Day of birth. Thì chúng ta cũng có cái thẻ input này đúng không? Nhưng mà ngay chỗ này là chúng ta để cái type của nó là bằng, thay vì bằng tag thì type sẽ bằng date. Đó, nó có cái thuộc tính date phải không? Cái này là chỉ có HTML5 mới hiểu ha. Có nghĩa là những cái trình duyệt nào mà hiểu HTML5 thì nó chạy nó mới có hiểu, nó mới có tác dụng. Còn không thì nó sẽ không hiểu ha. Ví dụ ta sử dụng mấy cái trình duyệt IE cũ hoặc là Firefox cũ rồi ta chạy chẳng hạn thì nó không hiểu đâu. Rồi chúng ta sẽ có một cái button submit, bỏ cái button submit lên ha. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta run thử coi ha. View in browser. Rồi đây, nó browse lên các bạn thấy ha. Ngay chỗ này mình không nhập gì hết, mình nhấn submit thì thấy nó báo lỗi không? Thấy chưa? Rồi như vậy giờ mình nhập vô ví dụ full name. Rồi xong submit. Thì dưới nó cũng báo lỗi thấy không? Nó báo nhưng mà cái filter này do mình có nhập dữ liệu trước đây đó, nó hiển thị cái filter lên nó che cái này ha. Rồi, như vậy các bạn mà không nhập á, là nó không có cho mình làm gì đó, không có cho gửi request tới web server ha. Thấy không? Gửi request tới web server không được. Rồi giờ nhập đầy đủ vô thì submit thấy nó cho phép mình gửi đi không? Nhưng mà khi mình submit mình gửi tới cái web server cái là dữ liệu trên form nó sẽ bị xóa đi. Đó, cái đó là chúng ta phải xử lý để nó giữ lại. Rồi còn ngày tháng năm list vô là nó có sẵn cái lịch để mình chọn thấy không? Được chưa? Rất là đơn giản không? Và dĩ nhiên bây giờ là chúng ta nhập dữ liệu không hợp lệ không được. Dữ liệu mà không hợp lệ chắc chắn nó không có cho mình nhập vào. Đó. Như vậy với sự hỗ trợ của HTML5 thì chúng ta làm việc rất đơn giản và rất dễ dàng. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn ở trên này có một cái tag box mà chúng ta nhập vào màu. Đúng không? Ví dụ như là giờ là color. Đó. Rồi như vậy mình cũng bỏ một cái input tag vào thuộc tính ngay chỗ này, thay vì tag thì thuộc tính chỗ này sẽ bằng color. Rồi PR. Được chưa? Có rất rất nhiều cái thuộc tính mà trong HTML5 nó hỗ trợ chúng ta cực kỳ rất là tiện dụng. Thì các bạn tìm hiểu và soi coi nó có hỗ trợ gì ha. Đây color giờ click vô nó ra cái bảng màu để chọn luôn thấy không? Đó, còn trước đây mà không có HTML5 mà chúng ta làm mấy cái này phức tạp lắm, rất nhiều thời gian. Ngày nay chúng ta lập trình cực kỳ rất là đơn giản và rất là dễ dàng ha. Rồi, như vậy thì mình muốn mà đơn giản dễ dàng như vậy thì mình phải biết là nó có hỗ trợ hay không, đúng không? Và nó hỗ trợ những gì? Thì như vậy các bạn có thể khai thác bằng cách là vô trong này nè, thuộc tính type này các bạn cứ gõ vô bằng rồi chúng ta review qua, chúng ta tìm hiểu thử xem, đúng không? Ví dụ date time email, đây các bạn thấy là ngay chỗ này email, nếu mà nhập vào không phải là email là nó cũng báo lỗi liền ha.
Rồi caller. Ví dụ email ở trên đây là thứ nhất là require đúng không? Type là bằng email. Ha. Rồi require có nghĩa là vừa sử dụng thuộc tính require để bắt buộc phải nhập và vừa sử dụng cái thuộc tính là cái type là email để chỗ này là phải nhập vào email. Nếu mà nhập vào không đúng chuẩn email thì nó sẽ báo lỗi. Giờ các bạn tưởng tượng mà mình nhập vào rê chuột vào thấy nó có cái dòng thông báo không? Vui lòng điền vào trường này. Do trình duyệt của mình set là tiếng Việt ha. Còn nếu trình duyệt của mình mặc định tiếng Anh thì nó hiển thị cái câu thông báo này tiếng Anh. Như vậy giả sử nhập cái này vào. Bây giờ email các bạn thấy nhập như thế này nè. Submit cái nó báo lỗi là địa chỉ email không hợp lệ không? Và các bạn tưởng tượng bây giờ mà mình viết một cái hàm để kiểm tra dữ liệu mình nhập vào có phải là email hay không, chắc chắn không có đơn giản đâu, không có ngắn gọn đâu. Một cái hàm cũng khá là dài đó. Đúng không? Bây giờ nó thấy nó báo liền không? Vui lòng nhập A cộng trong địa chỉ email, thiếu A cộng. Nhưng mà nếu nhập A cộng vô không đó, thì giờ địa chỉ email này hợp lệ chưa? Vui lòng nhập phần đứng sau A cộng. Đúng không? Phần đứng sau A cộng ta nhập như này nó có báo có hợp lệ không? Đó, thì quy tắc của email nó như vậy ha. Còn cái email có tồn tại hay không thì nó không biết. Ví dụ email là dũngta@uit.edu.vn. Rồi, ngày màu. Rồi, submit. Được chưa? Thì nó có rất nhiều thuộc tính thì các bạn phải reference. Rồi, ví dụ hoặc là URL là mình nhập vào dữ liệu có phải là một cái đường dẫn đúng hợp lệ hay không? Theo là điện thoại, telephone, number, range, date, month, week. Week là nhập tuần ha, month là nhập tháng. Rồi time là giờ. Đó, nó có rất nhiều thì chúng ta có thể chúng ta reference thêm. Được chưa? Dựa trên đó chúng ta reference thêm ha. Chứ còn ở đây chúng ta không thể nói hết được tất cả mọi thứ đây được. Các bạn chỉ cần gõ bằng thì đó ra đây chúng ta tìm hiểu ha. Đó, thậm chí là nhập hình này thấy không? Image. Hai bằng image. Number, password thì biết rồi, radio rồi rồi ha, range, reset, search, submit, tell, tag, time, URL, week đó. Rồi. Có một cái thuộc tính nữa đó là file nữa đúng không? File là để chọn tập tin đó ha. Input file. Cái này thì mình biết rồi. Image. Đó. Cái gì? Rồi, thấy không? Ngay chỗ này là cho phép mình nhấn cái nút để gửi một cái submit, gửi một cái file. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta tiếp ha. Như vậy phần HTML 5 các cái thuộc tính như vậy các bạn có thể tìm hiểu thêm để ta vận dụng và ta biết nó có những gì để ta sử dụng. Bây giờ phần tiếp theo đó là CSS3. Thì trước khi giờ nói tiếp phần CSS3 thì phần HTML 5 hồi sáng giờ các bạn có gì thắc mắc không? Rồi, CSS3 có gì thắc mắc không? Rồi, các bạn có gì thắc mắc thì chúng ta tiếp. Xin lỗi cho HTML5, cho phần HTML5 mà các bạn không có gì thắc mắc thì giờ mình qua tiếp một xíu về phần CSS3 ha. Rồi, CSS3 là một cái chuẩn mới của CSS. Đây là chuẩn mới mà so với tại thời điểm soạn slide nha. Còn cái CSS3 bây giờ nó có version mới rồi. Thì chúng ta coi version mới của nó hiện nay là bao nhiêu ha. Thì chỉ cần CSS3 thôi là nó đã hỗ trợ các bạn rất nhiều thứ để chúng ta giải quyết vấn đề một cách dễ dàng và nhanh chóng rồi. À, nó tương thích ngược hoàn toàn với các cái phiên bản trước, có nghĩa là các bạn có thể làm việc kết hợp với nhiều cái CSS trước. Một số thành phần quan trọng của CSS3 ví dụ như là selector, box model, background, border, image, value, replay, content vân vân, tag, effect rồi 2D, 3D transformation, tức là biến đổi các cái hình 2D, 3D, rồi các cái hiệu ứng hoặc hình animation, vân vân, thì rất là nhiều. Đây, ví dụ như là chẳng hạn như nhờ CSS3 mà các bạn có thể tạo ra những cái hiệu ứng border xung quanh cái hình của mình.
Ví dụ box shadow, border image, border radius. Box shadow là tạo hiệu ứng đổ bóng ha. Giả sử mình có một cái div, mình vẽ ra một cái div, một cái hình chữ nhật như thế này. Rồi sau đó là mình tạo cái hiệu ứng đổ bóng ở phía sau. Hiệu ứng đổ bóng ở phía sau thì cái bóng của nó, độ sâu của nó bao nhiêu pixel, đúng không? Nó nghiêng bao nhiêu pixel, nó nghiêng bên trái hay là nghiêng bên phải, vân vân. Nó có rất là nhiều cái thuộc tính. Rồi cái bóng của mình màu gì, nó có rất nhiều thuộc tính thì các bạn tìm hiểu thêm ở trong phần CS3 ở trên trang W3 School. Còn ở đây là cũng giống như nãy chúng ta nói là gì, giới thiệu để cho các bạn biết nó có và chúng ta biết cách để chúng ta định vị. Ha. Đây là một cái ví dụ mà chúng ta tạo hiệu ứng đổ bóng. Rồi tạo hiệu ứng pha màu ở bên trong. Thì hồi nãy các bạn thấy là trong cái W3 School này có định vị cái chỗ mà SVG đúng không? Mà cái này thì không cần phải dùng thẻ SVG để chúng ta làm việc đó, mà chúng ta chỉ cần dùng hiệu ứng đổ bóng thông qua cái cú pháp của CSS3 như thế này. Không cần phải dùng cái thẻ SVG của HTML5 luôn. Các bạn có thể là chúng ta sẽ tạo ra và chúng ta đổ bóng, xin lỗi, chúng ta pha màu bên trong một cách dễ dàng như thế này. Rồi, hoặc là chúng ta tạo hiệu ứng đổ bóng cho cái chữ như thế này, thấy không? Thì dĩ nhiên là để làm như thế này thì có các bạn có nhiều cách làm này. Nhưng mà ngày nay thì các bạn là có thể làm trực tiếp chứ không phải như ngày xưa. Ngày xưa mà trên trình duyệt của mình mà muốn hiển thị cái chữ mà đổ bóng như thế này á, là mình làm mất thời gian lắm. Tức là vô mấy công cụ đồ họa đúng không? Ví dụ Photoshop, chúng ta tạo ra cái chữ hiệu ứng đổ bóng như thế này trong Photoshop. Sau đó chúng ta lưu cái chữ đó lại dưới dạng một cái hình. Rồi sau đó vô trong trình duyệt của mình mới nạp cái hình đó lên. Thì nhìn thấy cái chữ tưởng nó đổ bóng là mình, cái chữ đó đổ bóng trên trình duyệt của mình, nhưng mà thực chất đó là một cái hình, đúng không? Còn bây giờ ở trong HTML5 với CSS3, các bạn thấy là đối với CSS3 thì cái thẻ H1 của mình bây giờ nó có cái thuộc tính là Touch Shadow, thấy không? Thẻ H1 nó có thuộc tính Touch Shadow đó. Còn trước đây thì nó không có. Do đó là trước đây chúng ta làm việc cực kỳ rất là mất thời gian. Ví dụ giờ mình có cái thẻ này nằm đây. Đó, H1. Rồi chúng này là BR ha. Ồ. À cái này chưa mình đặt ở trong đây nó không hiểu, nó nằm trong đây. À, nó đang bị lỗi rồi. Cái này là chắc là do mình sử dụng cái thẻ form nó chưa có kết hợp. Rồi cái đó để mình lấy sau. À, như vậy thì ở trong này các bạn thấy là cái thẻ H1 của mình nó có cái thuộc tính Touch Shadow. Cái này mình phải kết hợp trong cái file CSS mình nạp lên, chứ mình bỏ trong cái web form của AB.net nó trộn lẫn vào đó không hiểu. Rồi. Thì đang dùng cú pháp của CSS chứ không phải thẻ H1 của. Đúng rồi, do đó là phải bỏ trong cái, do đó thầy mới nói là phải bỏ trong cái file CSS á, rồi mình nạp vào. Tại vì nhầm, ở đây mình không phải viết cú pháp của HTML mà mình đang viết cú pháp của CSS, thì phải nhúng vào cái đoạn CSS hoặc là nhúng vào một cái file CSS thì nó nạp vào thì nó mới hiểu. Rồi như vậy thì ở đây cú pháp này bữa trước mình học rồi, cú pháp mà chúng ta chèn CSS vào. Ở đây mình đang nói tới CSS mà quên, đúng không? Nó phải nằm trong một cái đoạn script của CSS hoặc là nằm trong một cái tập tin CSS mình load vào. Còn nếu mình viết như vậy thì ở đây HTML nó đâu có hiểu đâu. Rồi, như vậy hiệu ứng phông chữ các bạn thấy tạo rất là đơn giản và rất là dễ dàng không? Còn trước đây để tạo như thế này á, chắc chắn là chúng ta phải dùng mấy công cụ đồ họa chúng ta tạo rồi chúng ta lưu lại dưới dạng ảnh rồi chúng ta nạp ảnh lên. Được chưa? Rồi hiệu ứng biến đổi hình ảnh ha. Transformation là biến đổi, đúng không? Transformation là biến đổi ha. Ví dụ ở đây là mình xoay cái hình của mình một góc bao nhiêu độ, nó có mấy cái hàm. Ví dụ translate, translate là dịch chuyển ha, tịnh tuyến ha. Rồi rotate là xoay, scale, skew là mấy cái này là co giãn theo tỷ lệ.
đúng không? Đó thì nó có rất là nhiều cái thao tác để chúng ta có thể chúng ta thực hiện một cách dễ dàng nhanh chóng ở đây. Ví dụ như chúng ta là đây là chúng ta rotate theo trục x, trục y, xoay cái hình ha, rotate. Và 3D thì nó có 3 trục, trục x, trục y, trục z. Còn 2D thì nó có 2 trục thôi. Còn hình 3D thì mình có 3 trục ha. Rồi, như vậy thì các cái hiệu ứng, các cái hiệu ứng về transition là di chuyển á, biến động á, biến đổi á, transition ha. Thì các bạn có thể, và đồng thời là animation thì các bạn có thể tham khảo trên mấy cái trang này và trên mấy cái link mà thầy cung cấp ở đây ha. Thì nó có rất là nhiều, ví dụ như ta mở cái link này xem. Đây. Đó. Có mấy cái ví dụ trên này cho các bạn ha. Hoặc là cái animation. Đó, tạo hiệu ứng animation là nó chuyển động giống như trong PowerPoint á, thấy không? PowerPoint mình tạo cái hiệu ứng chuyển động như này thì dễ, nhưng mà trên web không đơn giản. Được chưa? Thì các bạn thấy là nó có cái duration này, thấy không? Cái khoảng thời gian mà nó di chuyển là bao nhiêu, nó nhanh hay chậm. Ví dụ mình để 8 giây thì nó sẽ chậm hơn ha. Đó. Nó chạy trong vòng 8 giây lận, thấy không? Được chưa? Rồi nó có cái trường hợp nó chạy và nó chuyển màu ha. Thấy không? Rồi dưới đây là cái tọa độ mà nó di chuyển và cái màu sắc trong quá trình nó di chuyển này. Đó thì có một số cái ví dụ mà có sẵn trên W3 School thì các bạn có thể reference và tham khảo thêm để chúng ta có thể chúng ta vận dụng để chúng ta thiết kế các cái ứng dụng web của mình khi ta cần. Rồi hiệu ứng multiple column, rồi hiệu ứng user interface. Rồi, đó là những cái đường link cho các bạn có thể tham khảo thêm. Đồng thời là tất cả mọi thứ nó nằm trên trang W3 School ha. Rồi. Và cuối cùng là đặc tả CSS3 nó vẫn tiếp tục phát triển bởi W3 School 3 ha. W3 School. Và các cái trình duyệt mới ngày nay là đều nó hiểu hết. Do đó là chúng ta có thể sử dụng một cách dễ dàng. Các cái ứng dụng web hiện đại mới ngày nay á, thì nó đều sử dụng CSS3 và HTML5 trở lên rồi hết rồi ha. Chứ còn cách đây chừng 5-7 năm thì nó lúc đó nó còn mới. Thì chúng ta làm việc thì nó còn cái giống như nó đang có cái sự chuyển giao, giống bữa trước là mình có cái history, cái lịch sử phát triển này ha. Ví dụ HTML5 là cách đây là 6 năm là đã có rồi đó. 2014 là bắt đầu đã có HTML5 rồi, thấy không? Rồi, nhưng mà thời điểm đó mà chúng ta sử dụng mấy cái này thì cực kỳ rất là bất tiện, bởi vì khách hàng là không phải ai người ta cũng sử dụng trình duyệt mới hết. Còn bây giờ nó có một cái khoảng delay rồi, đúng không? Một cái khoảng thời gian để mà người dùng chuyển giao từ cái nền tảng này, từ platform này sang platform khác rồi. 2014 tới giờ là 6 năm rồi. Ở giờ đó giờ ta sử dụng mấy cái mới này là vô tư ha. Rồi ok. Thì như vậy chúng ta xong cái phần HTML5 và CSS3. Thì giờ xong phần này các bạn xem coi có gì thắc mắc hay không thì mình trao đổi. Nếu không có thắc mắc á thì phần tiếp theo là JavaScript, thì phần tiếp theo là lập trình, do đó là liên quan tới cú pháp lập trình thì lát nữa vô hỏi tôi cái coi là lập trình chúng ta kiến thức cơ sở lập trình mình nó như thế nào ha. Rồi bây giờ các bạn có gì thắc mắc không, chúng ta trao đổi. Rồi còn không thì chắc chúng ta giải lao một xíu. Bạn nào ăn sáng đi rồi lát nữa mình vào mình tiến hành qua phần kia. Trời ơi, sáng giờ ngủ dậy chưa, rửa mặt chưa, đánh răng luôn hả? Rồi ok, như vậy mỗi bạn có 20 phút, chúng ta tranh thủ thời gian nha. Ăn sáng, đánh răng, rửa mặt gì đó trong vòng 20 phút. Hồi nãy giờ vẫn còn đang trên giường luôn hả? Rồi ok, mỗi bạn có 20 phút ha, mình tranh thủ.
Rồi 20 phút sau mình quay lại, mình qua cái chương lập trình JavaScript nha.